Các bạn video của mình hôm nay mình hướng dẫn anh em cách lấy link Zalo và liên kết với YouTube để tạo uy tín cho kênh nha anh em. Trước tiên anh em vào Zalo nè. Anh em vào trang hình đầu người của mình nè. Anh em bấm vào nút ba dấu gạch. Anh em bấm vào chữ mã QNG của tôi. Rồi anh em lưu vào thư viện. Để coi mình qua nó lưu chưa. Rồi nó đã lưu được rồi anh em. Anh em Google Chrome hoặc Google gì cũng được anh em. Anh em tìm cho mình một trang web. Anh em chờ chút nha. Kiếm cho mình một trang web. Web. Anh em gõ theo mình nha, web qr.com. Rồi là trang web này nha anh em, gọi anh em bấm nút đi. Bấm vào. Tìm bên Google nha anh em. Anh em nhập vô Google, anh em bấm chữ web nè. Ủa, bị kép chấm web web qr qr.com này, web này nè anh em. Anh em bấm vào. Rồi nó có cái hình giao diện nè, anh mình bên mình ấy bự ra cho anh em coi nè. Rồi anh em bấm vào cái nút giao diện này nè anh em, màu đen đen nè anh em. Rồi anh em bấm vào cái nút máy ảnh nè, rồi anh em chọn tệp nè. Nên rồi anh em chọn một tệp tệp nè như vậy đó. Phan, anh em chờ chút, mạng của mình nữa hơi bị lát trời mưa nha anh em. Rồi nhảy ra luôn để vô lợi rồi. Làm mất thời gian quá đi. Vô lại làm lại anh em. Anh em bấm này à. Anh em bấm vô mấy anh lên nè. Anh em chọn tệp nè. Rồi anh em bấm vô nút tệp nè. Rồi anh em bấm lại nút nãy mình tải về đó. Rồi anh em bấm nút mở. Rồi anh em nhấn vô cái hàng chữ này nè, nhấn mạnh vô anh em. Rồi anh em bấm nút sao chép địa chỉ liên kết. Rồi anh em thoát ra đi. Anh em mua vào gom lại. Anh em bấm chữ M chấm M chấm youtube.com anh em bấm nút đi. Anh em nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh nha anh em. Rồi anh em bấm vào ba dấu gạch ở trên nha anh em. Bấm vào ba gạch, anh em chọn trang web cho máy tính. Rồi
Rồi anh em bấm vào hình đầu người bên góc tay tay phải của mình anh em. Chờ phía đêm nó mưa mình nói chuyện lớn không được, anh em thông cảm. Chọn ba cái đầu người, rồi anh em chọn cái kênh của bạn nè. Bấm gần đầu ngữ anh em, kênh của bạn, rồi anh em bấm vô. Rồi anh em bấm vào nút tùy chỉnh kênh. Rồi anh em kéo xuống nè anh em. Khoan, kéo xuống. Kéo xuống anh em, kéo mạnh qua, gạt lại vài cái. Gạt qua lại vài cái là nó nổi lên cái viết nè. Anh em bấm vào nút cái viết nha anh em. Rồi anh em bấm vào nút chỉnh sửa liên kết. Cái này anh em vào thì chờ chút nó mới hiện cái viết anh em. Chờ chút. Rồi. Rồi anh em bấm vô cộng là nút thêm nha anh em. Rồi, anh em ghi tiêu đề vô. Zalo tiêu đề liên kết nè, tiêu đề anh em ghi chữ Zalo. Rồi anh em bắt cái đường link hồi nãy mình sao chép liên kết vô đó anh em, bắt vô dán vô. Rồi anh em bấm nút hoàn tất. Rồi anh em thoát ra đi. Anh em thoát ra, anh em vô kênh của mình đi. Trang chủ được rồi. Rồi anh em vô kênh của mình đi. Anh em chờ chút mạng hơi lát nha. Rồi anh em vô kênh của mình đi. Và anh em gạt qua bên phần giới thiệu có nó có liên kết chưa? Nè rõ ràng Zalo nè anh em. Facebook Zalo nè. Vậy video của mình đến đây xin tạm dừng. Xin chúc anh em xem video vui vẻ, nhớ bấm nút like và subscribe kênh để ủng hộ mình anh em. Xin chào tạm biệt. Dừng.